giá cả thì anh em sau đến thì hỏi sau nhỉ. Đấy, báo cáo bác là ra chợ Văn Phúc thì lại gặp anh Tân, anh mở thêm cái vườn rất là to ở đây, vườn rất to. Anh Tân thì tí nữa hoặc là trong video hoặc các bác là hỏi tôi sẽ gửi số cho nhé. Ở đây thì anh mới chuyển về trên là hơi chưa được gọn gàng lắm, bởi vì là với khoảng ở đây chưa có thời gian để bố trí đá điếc cây này, đôn chậu và những cây đang ươm rất là nhiều. Chỗ này thì rộng, bắn mái tôn kia kìa, ở cuối chợ Vạn Phúc các bác nhé, chỗ gần nhà Bà Vững ấy. Đi hết cái đường chỗ nhà Bà Vững là ra đây, nó vẫn trong khu chợ Vạn Phúc hết cả thôi. Thì đấy, tôi vừa bảo anh là giá cả thì các bác ra mà hỏi, tôi sẽ quay những cái cây mà anh ấy đang bày ở đây. Các bác thông cảm là nó chưa được bày trí cho nên là nhìn có thể là có những cục vàng nó còn vứt được ngoài dưới đất. Nói văn hoa một chút là như vậy. Anh nhập những cái đá, tôi không chuyên về đá lắm, cái đá này nó tên là cái loại đá gì tôi cũng quên mất, nó đào dưới đất lên ấy. Nhìn nó có như là kim tự tháp ấy. Thì về đá thì tôi không nói nhiều, nhưng mà vì anh là nghề anh làm đá, làm cây làm đá. Đầu tiên đập vào là một cái lục vườn nó to lắm, to này. Ui, cái khu chợ mà đợt mà triển lãm Vạn Phúc ấy, là san lại thì bây giờ anh ấy bày triển lãm, anh em bày cây ở chỗ chợ Vạn Phúc cuối chợ, cái khu khuôn viên ấy, bây giờ là anh đang bày cây đây. Đấy. Giấy tôi sẽ đi tổng thể và chi tiết, xong đến chi tiết một vài cái cây mà nó bắt hình, bắt khuôn hình, bắt mắt. Chứ còn những cái cây, thậm chí như có những cái cây nó lăn lóc ở dưới nó không lên hình được, nhưng mà nó lại rất là đẹp khi mà các bác ra nhìn. Liệu có cái cây này thì lên hình thì đẹp, nó cảm giác nó phong tranh. Cây này là ngày xưa tôi cũng thích, xuất xứ của nó ở đâu tôi cũng biết, nhưng mà thôi, tôi không, cái chuyện đấy là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ là anh nghĩ là nó cũng khá là pha cách đẹp hơn rồi, rồi làm thêm đá và làm lại cái bệ, nhìn rất phong tranh, rất phong tình, rất tranh vênh, và đặc biệt là lá nó rất là dày khỏe. Đấy. Dầm rất dày, dầm xanh rất mượt. Thì giá cả thì các bác cứ ra thôi, cây này nó cũng căng tiền đấy. Cây này được có bày triển lãm ở đây, bây giờ nó lại xung xuê rồi. Quả đá ong này rất là phá cách đây. Nguyên một mảng tường đây. Rất là dân dã, tái hiện lại cái cảnh này. Bờ tường đá ong ngày xưa đây. Có một cái cây đại loại là chim hay gì đấy nó gieo hạt ở đây. Thì nó ôm lấy cái bờ tường, năm tháng nó ôm vào cái tường. Thì bây giờ tái hiện lại cái khung cảnh đấy. Rất là sáng tạo, rất là thôn quê mà rất là sáng tạo. Nhìn là một tác phẩm bonsai sai thì các bác lại thấy nó rất là sáng tạo. Nhìn thấy ngoài thiên nhiên thì các bác thấy nó sức sống, còn nhìn là tác phẩm bonsai sai các bác nhìn sáng tạo. Đây, cây xì xì bút tía. Đấy, chả biết sáng nay có phiên chợ này có nhiều cây đẹp không, không ra được. Rất là hồn quê, vì là chất liệu đá ong. Chất liệu đá ong nhìn đã thấy cái sự thanh bình của làng quê rồi. Giá thì hôm nay tạm thời chưa hỏi. Đấy, cây đa này nhìn thích chưa? Lá nó xanh mướt rồi nhỉ. Nhỏ lá, lá thu nhỏ dày đấy, cái chậu cũng đẹp, cây đa rất là đẹp.
rất sạch sẽ gọn gàng. Cây đàn mini đi đồ chơi đây. Cây mini đồ chơi đây anh Tân ạ. Cái đa này. Đấy, bây giờ có cái chỗ rộng rãi này thì anh em ra đây chơi thoải mái. Ngồi nghiếc ngắm, thậm chí là làm đá mà biết, rất là rộng rãi. Chỗ này bây giờ đón tiếp anh em thì thoải mái quá nhỉ. Anh nhỉ. Tác phẩm đa này chỉ việc đi chơi thôi. Đẹp thôi. Đẹp đấy. Nhiều lắm, nhiều đồ lắm. Ngọc bút đây. Đang làm cái sam này. Thông này. Đấy. Và anh em lâu lắm mới được lại được nhìn thấy anh ấy. Xin phép anh cứ tự nhiên nhé. Đấy, cây đấy rất nghệ thuật. Anh định lên đá cái đấy à? Ừ. Hay nhỉ. Cây đấy nó có cái dáng đẹp, rất bay. Đó. Anh em cứ ra đây học mót anh ý là về là kiếm đủ sống rồi đấy. Xì đây. Chắc này khoảng độ tuần nữa quay lại đây là nhìn là không nhận ra đâu, đẹp lắm. Bảo là cứ toàn vàng với lại kim cương lăn lóc dưới đất. Nhưng mà bây giờ nhặt lên cái là nhìn nó lại khác. Một tuần nữa thôi, anh em ra đây thì lại tuyệt vời. Cây nho nhỏ này nó lại gây chết người đây. Cái quả đồ quả gặp này kiếp. Điền này. Nhài. À, quả lộc vừng này đổ khiếp. Bàng đây. Đấy, con này ra gì phết thì đùa thôi. Dáng dấp này anh em đang yêu lắm. Điền này. Đấy. Anh em nào thích thì cứ mạnh dạn ra trao đổi hỏi giá. Thấy chơi được thì là múc, không thì lại nuôi cái đam mê. Đã. Rất đẹp đấy. Tể tướng Lưu Gù nó hay đấy, nhìn độc đáo đấy nhỉ. Bắt đầu bo sẹo rồi chảy vệ này. Thích. Mượn cái hòn đá rất là hợp lý. À, béo cái thân. Con này đẹp, con này cũng được. Đấy, xì đây. Bệt như là cái bánh ấy. Bệt như cái bánh bao. Thích à? Cái này làm con rùa cũng hay đấy nhỉ. Đầu đây. Hay đấy, hay. Hoặc là làm thành rừng cũng được. Rất hay. Cái xì đang hot chơi đấy. Bút tía tía đây. Xì đang chơi rất hot đây.
chào chị. Cây này sắp cốt chậu, sắp ổn, đang trồng chậu. Đẹp. Chậu, trồng chậu. Cây này dáng dấp rất hay. Không biết mặt sau thế nào. Mini này ra gì phết ấy. Chắc là đang làm đá đây. Con này chắc đang làm quây tôn làm đá đây. Dưới là con đá rồi, chắc chắn là như vậy. Cái ngày dỡ đá ra thì tuyệt vời. À, ông này xanh quê đây nhưng mà có cái bệ khiếp ạ. Xanh quê mà bo sẹo khiếp nhỉ. Xanh quê đây mà không ác mà bo sẹo dã man đi. Dòng này có vẻ là dòng nở bệ không mà nó có cái dòng xanh quê nhưng mà xanh quê nở bệ nó ôm nó bo sẹo tốt lắm, nó nhanh nở bệ tốt lắm. Con này xanh quê mà ôm sẹo tốt thế, hay trực trực rất hay. Đấy. Cái này rất hay, tứ phía đều đẹp. Cái này chỉ triển tay cành lên thôi. Triển tay cành lên thôi. Cái này ổn đấy các bác. Ổn. Cái này ổn. Nó không quá to. Ổn. Đấy là những cái cây mà có thể nó không xuất sắc bằng những cây khác nhưng mình nhìn có cái nét mình thích. Kiểu như vợ. Có những người rất xinh nhưng mà mình cảm giác mình không yêu. Có những người nó lại có cái nét mình thích. Đó, các bác ạ, cây cối nó cũng vậy. Cái thuộc về sở thích và cái đẹp nó vậy. Không miễn cưỡng được. Còn anh em mà chơi theo phong trào thì không nói. Cứ thấy anh em chơi xì là ta chơi xì. Thì cũng là một cách chơi. Nhưng mà không biết nó có bền được không. Đấy, ok. Vào chỗ anh này. Đà này. Vâng. Ok. Hẹn anh em ở nhà anh Tân này gần nhất nha. Xin chào.